sẽ dễ đánh hơn hẳn. Không hiểu sao anh em lại cứ xem kèo đêm mà các anh cứ mang Lôi Bi với cả Hồng Anh với cả cái gì ra chửi như này thì tôi... Và không biết rằng BB mà nó vào nó xem kiểu này chắc nó cũng buồn lắm. Và rõ ràng là chả liên quan gì tự dưng bị ăn chửi, đen. Thấy được chưa? Vâng, 807/24 nông dân. Và tôi biết là hưởng. Thực ra thì không nói thì anh em cũng biết thôi. Vâng, một tơn câu một voi húc chết hai dân của hưởng. Đêm nó buồn ngủ rồi thì như thế thì mọi người cũng thông cảm. Em nó cũng gọi là qua tuổi vị thành niên chưa lâu. Nên cái tầm tầm sau 10 giờ tối là cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở. Mong tất cả các bạn thông cảm. Nên cái đấy thì tôi nghĩ rằng thông cảm được thôi. Vâng, qua tuổi vị thành niên chưa lâu, mắt dưới còn chưa mở thì tôi nghĩ rằng là cái tầm 12 giờ đêm thì khó để có thể đánh chuẩn được lắm. Ngựa giò bắt đầu được xin dành cho game thủ Văn Hưởng. Một chua. Chúng ta hãy cùng xem, đây là một bài đánh chém. Vâng, nâng bánh xe. Một trận đấu mà đánh với công thức 23-2. Còn chính xác công thức 22-2. Xấu thế hả rồi. Bàn đánh máy cũng từng cái thủ 98 nào. 25 nông dân. Bắt được con cờ dầu. Đấu trường một trận đấu mà hai cầu thủ phía Tinh Quảng Ninh ở rất gần nhau. Đây là máy của Văn Hưởng. Vâng, không thấy dân đâu.
Đây rồi. Đôi giày. Mút. Vâng, lạc đà không giáp. Cẩn thận nó đâm chết nhá. Vừa nhảy đời thôi, đó là dân Summer đấy. Cũng đã có bánh xe tới người cầm xe. Vâng, cố gắng mút thêm những con đồng dân nào đóng em ơi. Vâng, những cơ sở của hai game thủ bên phía team Quảng Ninh tiếp tục đóng thêm em. U98 24/28. Vâng, đã hơi lòng hoàng tình huống đỡ nhà này của game thủ đang khi mà Igor là người chém chặt, đó là cầm Summer đi ạ. Nếu quan trọng nữa, tôi đang thấy là hai game thủ của bên phía team Game TV đang không nhìn thấy nhà của game thủ Trương Nghĩa đang ở đâu. Chưa ai nhìn thấy dân ăn hoang của Trương đâu nhá. Có thể là nó ăn hoang ở giữa hai nhà ở khu vực góc 9 giờ. Một tia Anton ăn hoang xa của Trương Nghĩa chăng? Tôi đã không thấy những con nông dân ăn thịt của Trương Nghĩa đâu cả. Chỉ thấy dân gỗ và dân ăn vàng mà thôi. 29/40. Vâng, chém của Trương Nghĩa đang là tương đối đông. Như vậy là chắc chắn có dân ăn thịt ở khu vực nào đó rồi. Vua vẫn đang cầm chú ý con nông dân của mình. Và đây là một bài đánh theo kiểu khỏe ra dần dần tới từ game thủ Văn Hường. Vâng, nói chung trận đấu này giống như rằng vẫn đang thuộc về các thành viên của phía TGTV khi Hường là người khởi nguyên. Nhưng phải tìm được dân ăn hoang của Trương nhá. Tìm dọc từ 9 giờ đến 12 giờ thế nào? Xem Hưởng nào. Không tìm thấy những đơn vị người dân ăn vâng ăn thịt của đối phương đang ở đâu. Vâng, vẫn đang cố gắng chém bãi vàng và bãi gỗ trước. Có lẽ rằng rất nhiều người cũng đã biết được rằng việc nhà của đối phương đang ở trên góc trong khoảng khu vực góc 9 giờ, một cái màu đen các bạn có thể thấy là cực kỳ huyền bí. Đây là màn hình máy của game thủ U98, cũng không ai dò vào góc 9 giờ cả. Và đó là giờ chỗ duy nhất để cho game thủ Trương Nhất có thể chui vào và làm ăn được thôi. Màn hình máy tới từ game thủ Văn Hưởng để xem Hưởng có đi tìm nhà của Trương Nhất không. Tham Lai đang đi dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Ây. Vâng, kích đụng chuột. Vâng, có lạc đà đứng đảo cho nên mọi thứ lạc đà đứng tanh nên mọi thứ vẫn không có vấn đề gì cả với Văn Hưởng cả. Kìa ruộng kìa. Vâng, đỡ nhà là tốt. Và sau khi đỡ nhà xong thì phải tìm khu vực ăn ruộng của game thủ Trương Nghĩa ở đâu. Vẫn còn một khoảng đen rất lớn kìa Hưởng kìa. Đấy. Đúng rồi. Vâng, đến với màn hình máy của game thủ U98, tham lai là 27. U98 thì cứ chăn game thủ Úc Vua thôi. Có phù thủy, nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm này phù thủy không nên xin nhiều lắm. Vâng, và game thủ U98 cũng đã là người chủ động cắt hết dần ăn vàng ra các bạn. Có thể thấy là lượng vàng của U98 không đẩy lên khi mà đối phương không đánh lạc đà nữa rồi. Vâng, vẫn đang không tìm thấy được khu vực ăn thực của đối phương. Đây rồi, kia. Đấy. Chính hắn. Đó chính là cái khu vực mà game thủ Văn Hưởng phải tìm thấy.
Và bây giờ thì sau khi đỡ được tên này thì sẽ là một tên ra dọn dẹp khu vực đó và kết thúc trận thi đấu này. Tất cả những gì còn lại của thành viên bên phía tỉnh Quảng Ninh đó chỉ là một phần ruộng của tuyển thủ Trương S ở giữa bản đồ. Ồ không, chém rất đông. U98 nhìn bản đồ của Hưởng, Hưởng không thể tách quân được rồi. U98 phải nhìn bản đồ Hưởng để công vào bãi ruộng của game thủ Trương Yết. Các bạn thấy sức mạnh của những con ngựa chém Yamato khi nó ổn định được ruộng nó như thế nào. Rất đông chém, không hề đơn giản. Mặc dù đây là những con lạc đà đã có chém 4. Hàm Lai vâng đang bị đè ngược trở lại một chút. Vâng, cái gì thế này? Chém công 4 ra 4 à? Vâng, vẫn đang rất đều chém tới từ game thủ Trương S. U98 đâu rồi? Sao em không... U98 kia phải đẩy ở gần nha của Hưởng, bảo nhìn bản đồ của Hưởng đi nhỉ. Gần nha của Hưởng có một cái chấm màu cam rất là to đấy. Nhanh lên, không không trụ đâu. 3L vắt đều này. Vâng, chém công 4 ra 4. Thôi, bỏ nhà thôi. U98 cũng biết là tìm thấy phần diện này chưa. Vâng, bây giờ mới thấy. Vâng, một trận đấu mà chưa nói trước điều gì cả. Trường nghĩ đang có một trận đấu đánh quá phũ. Tham Lai bắt đầu bị đè ngược. Tham Lai thì cân thôi. Rất khó thở, các bạn thấy sức mạnh của Yamato khi có được một phần ruộng ấm rồi như thế nào. Mặc dù đây đã là lạc đà, vâng các bạn thấy lạc đà công 4 ra 4 mà không đỡ được. Quá ghê gớm. Phải ổn định lại và sóc lạc đà thì mới có thể vâng tham lại bên đội bạn đang đè. Mặc dù bị bung khoanh ruộng đấy rồi trông hết, nhưng thời điểm để bung khoanh ruộng đấy là quá muộn, phát hiện ra khoanh ruộng quá muộn. Vâng, màn hình máy của U98 để xem. U98 tham lại là 38, vẫn phải quản lý lại cái khoanh ruộng đấy đấy. Ruộng người ta vẫn còn, tôi nghĩ rằng là người ta vẫn có thể về được. Thảm một hai con trọc đơn đấy thôi cũng được, không cần quá nhiều. Nhưng để có thể đảm bảo chắc chắn một điều rằng những ruộng đấy không được khai thác nữa. Chứ nếu như để cho Yamato và cứ năm ruộng của Yamato là 2L đều rồi, và một từng kia ruộng thì chém công 4 ra 4 cũng không phải là điều gì quá lạ. Cách tốt nhất đó là đèn hết những cái ruộng đó đi. Chém nhà như rồi. Còn trận đấu để sổng mất cái tơn ruộng. Và thế trận đang là rất khó khăn là vâng, tím trận này. Ba không trong trận đấu thứ 5 dành cho thành viên của phía team Quảng Ninh.
Vâng, và như vậy là buổi tờ chữ TV cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn, hơn 600 và gần 700 người đang xem trên kênh YouTube của TV. Cảm ơn.